Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin giá vàng và giá ngoại tệ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay ổn định với bảng giao ngay giảm 1 đô la Mỹ xuống 1912,2 đô la Mỹ trên một ounce. Trong bối cảnh khó khăn bủa vây thì các chuyên gia vẫn tỏ ra lạc quan vì nhu cầu vàng của các ngân hàng trung ương vẫn còn rất lớn. Theo dữ liệu thống kê tài chính quốc tế mới nhất do Quỹ Tiền tệ Quốc tế công bố, các ngân hàng trung ương tiếp tục tăng cường dự trữ vàng trong tháng 7. Còn trong nước thì giá vàng Doji sáng nay tại khu vực Hà Nội đang niêm yết ở mức 66,65 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,35 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì vàng thương hiệu này đang mua vào với mức tương tự nhưng bán ra thấp hơn 50.000 đồng so với khu vực Hà Nội. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Chuyển sang những tin tức về tỷ giá ngoại tệ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay thì đồng đô la Mỹ đã tăng trở lại vào phiên giao dịch sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố cho thấy mức tăng vừa phải vào tháng trước nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trên thị trường trong nước thì vào cuối phiên giao dịch ngày 10 tháng 8, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ giảm 5 đồng, hiện ở mức 23.826 đồng. Và dưới đây là thông tin chi tiết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin giá vàng và giá ngoại tệ ngày hôm nay của Báo Lao Động. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Uống gì trúng nhiêu tiền? Uống đất thời thanh, chào tăng thông độ, nó bùng anh. Trúng giải 1 tỷ, tính giải 100 triệu, 2.000 giải trúng ngay mỗi ngày. Nhanh tay thứ nhảy, gửi tin nhắn đến 6020 hoặc truy cập website để trúng tiền tỷ.